Xin chào Việt Nam. Hôm nay em có một anh khách rất là đặc biệt. Mời anh chị đón xem ai nhé. Một người anh này rất là tuyệt vời và đang ở tại Việt Nam anh chị em ạ. Cho nên là kiểu gì kiểu cũng mời ông anh bữa. Đây, em mời qua nha. Đó, em quay qua cái. Say hi cái anh trai. Chào các bạn nha. Nói chung là anh em thì mới gặp nhau, mới gần biết đây gần đây thôi. Hồi xưa này chắc nhỏ tuổi chưa vô cái mạng xã hội. Rồi. Đó thì bây giờ thì anh em gặp nhau nói chung không quan trọng đúng không? Tứ hải giai huynh đệ. Rồi. Coi như tuổi tác không quan trọng, quan trọng là cùng chí hướng, cùng quan điểm và cùng cách sống. Đó, đó là cái mà quan trọng nhất. Cho nên anh em nhau thì chúng anh em gặp nhau là coi như rồi. Bắt tay ông anh cái. Đó thì em sẽ có một cái video rất là dài up lên cho mọi người xem nha. Rồi hy vọng mọi người yêu quý hai anh em tôi. Cảm ơn tất cả mọi người. Ca đồng chửi, bài ca chửi cùng đồng thanh chửi. Rồi chửi ok. Ba que dân chủ quậy. Dạ dạ ok. Dạ mọi người comment ý kiến mọi người nghe. Rất xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.